Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì như trên màn hình các bạn đã thấy thì hiện tại thì sàn Binance nó đã ra mắt cái thị trường Market là MST. Thì ngày hôm nay là ngày mà sàn Binance nó đã ra mắt cái thị trường MST này. Thì cũng như trên màn ảnh thì sau khi các bạn đăng nhập vào sàn Binance.com thì ở trên phần dashboard này nó sẽ có chữ là MST. Thì ở phần MST này là một cái phần là cái thị trường dành cho các nghệ sĩ tạo MST và các bạn có thể là đem lên đây bán nha. Thì dành cho những cái nghệ sĩ mà họ đăng ký trước thôi. Còn hiện tại thì cá nhân chúng ta thì chưa thể tạo và chưa thể là đem lên bán nha. Thì hiện tại thì nó đang có chương trình là mua một cái hộp bí mật để mở ra những cái con token là từ từ tốt tới không tốt, từ không tốt tới tốt, có nghĩa là từ giá thấp đến giá không thấp á, nhưng mà cái hộp này nó là hộp hên xui thôi nhé các bạn. Thì mình thông tin cho tới anh em về cái thị trường sàn Binance này, thì sàn Binance này để anh em nào muốn tham gia thì có thể tham gia. Còn về việc tạo MST, còn về việc tạo MST cho mỗi cá nhân ấy thì hiện tại thì nó chưa cập nhật nhé các bạn. Thì về việc tạo thì nó sẽ cập nhật sau cho chúng ta thôi. Thì thị trường thì nó vừa mới ra mắt thôi, cho nên còn rất là mới. Cho nên thì sau này các bạn có thể tạo thì có thể là các bạn lên đây, các bạn vào sàn Binance của các bạn tạo thôi và các bạn đem ra đây các bạn bán. Thì về việc tạo thì nó cũng như cái dự án từ WinSea thôi, hoặc là cái dự án các dự án khác đó, các bạn như là Trisolen đó các bạn. Thì bạn nào mà đang có MST có thể là đem ra đây các bạn bán nhé. Ok, thì đây là một thị trường dành cho những nghệ sĩ tạo. Thì ai trước đây đã ai đăng ký, những nghệ sĩ lớn người ta đăng ký thì người ta đem ra đây người ta bán thôi. Thế này thì bán ra bằng BNB hoặc là BUSD hoặc là USDT hoặc là ETH cái gì đó, thì ai muốn bán ra cái gì thì họ bán ra cái đó thôi nhé. Thì bạn nào mà không hiểu về thị trường MST là gì thì ở phần này là nó có hướng dẫn cho dành cho người mới này, các bạn có thể vào đây các bạn đọc nhé. Thì để bán được một cái NFT sau khi các bạn gửi MST của các bạn lên, sau khi các bạn tạo MST riêng của các bạn và các bạn gửi lên thì nó sẽ phê duyệt trong vòng 4 đến 8 giờ nhé. Thì sau khi phê duyệt xong thì nó sẽ đăng lên đây cho các bạn thôi. Ok, thì về việc thì trên màn hình, trên trình duyệt của bạn ấy thì các bạn đăng nhập vào, các bạn ấn vào MST thì hiện tại nó đang có chương trình là mở hộp với các bạn, mở hộp nhưng mà mỗi hộp là 20 đô. Thì sau khi các bạn ấn vào xong thì các bạn ấn vào phần hộp bí mật này, nó sẽ có chữ là hộp bí mật nhé. Các bạn nhìn ở trên thanh dashboard nó sẽ có chữ là hộp bí mật, các bạn nhấn vào nhé. Ok, thì ở trong sau khi các bạn nhấn vào cái hộp bí mật xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì còn khoảng là nó bắt đầu bán sau 20, sau khoảng nửa tiếng nữa nhé, các bạn nhấn vào. Thì đây là cái hộp bí mật. Thì trong cái hộp bí mật thì cái hộp bí mật này nó có số lượng là 41.316 hộp nhé. Thì giá trị của mỗi hộp là 20 BUSD. Thì các bạn nào muốn mua thì có thể mua, các bạn mở hên xui thôi. Thì trong 41.316 hộp này thì nó sẽ có những cái hộp là từ cao đến từ thấp đến cao nhé. Thì bộ sưu tập gồm 16 thiết kế này. Thì 16 thiết kế đây là phần trăm mở ra hộp của xác suất mở ra của các bạn này nhé. Thì đây là một cái MST dạng là cỡ lớn các bạn, có nghĩa là dạng mắc tiền á, thì xác suất nó mở ra cái hộp này chỉ 4,1% thôi nhá. Hiện tại thì nó chỉ có đang trên đây là 14 hộp, mình tính ra sơ là 14 hộp nhá. Bạn nào mà mở ra cái MSC Plus M BNB Slamiman này thì rất là ngon rồi. Thì với giá mỗi hộp các bạn nào muốn mua thì các bạn vào đây các bạn mua, các bạn trải nghiệm thôi nhá. Muốn mua thì mua, còn không muốn mua thì thôi. Thì trên điện thoại ấy, thì trên điện thoại thì hiện tại thì cái điện thoại nó chưa update cho chúng ta, nó chưa update về cái thị trường ra cái phần app này cho chúng ta nhé, nó chưa update ra cái phần này cho chúng ta. Thì trên điện thoại các bạn để xem ấy, các bạn muốn xem ấy thì các bạn nhìn vào cái banner ở trên này, các bạn nhìn vào cái banner ở trên này nhé. Trên app thì các bạn nhấn vào nhiều banner đây, các bạn nhấn vào cái thị trường banner này, cái banner này các bạn nhấn vào nhé, các bạn nhấn vào trên app ạ. Các bạn nhấn vào cái banner đó thì nó sẽ dẫn các bạn đến là cái trang Binance thôi nhé, cái trang MST của sàn Binance thôi. Đây là cái thị trường. Thì để mở được bot thì các bạn nhấn vào cái hình dấu ba gạch này này đấy,
Sau đó các bạn nhấn vào phần MyTorrentBuster này. Đây. Đấy, sau đây đây là cái hộp boss mà các bạn muốn mua này, thì các bạn nhấn vào đây, các bạn nhấn nhấn vào. Đấy. Thì các bạn muốn mua thì sau nửa tiếng nữa nó sẽ mở bán ở đây. Các bạn muốn mua thì các bạn có thể là swap sang BUSD để các bạn mua thôi nhé. Nó sẽ mở ra đây. Các bạn muốn mua thì các bạn mua trên đây thôi. Thì sau khi mua xong thì nó sẽ vào cái phần là cái phần là đây này, cái hình ông người này. Nó sẽ vào phần này cho các bạn thôi, phần user center này. Đây. Bạn mua xong thì nó sẽ về trong đây cho các bạn nhé. Nó sẽ về trong đây cho các bạn My Asset này, My Asset Boxer này. Đấy. Thì các bạn mua boss xong thì sẽ hiện cái boss trong đây, và các bạn vào đây, các bạn vào boss này các bạn mở nhé. Các bạn vào đây các bạn mở cho những bạn nào muốn tham gia thị trường MST này thôi. Còn trước đây thì những cái bạn nào ấy, trước đây chúng ta cũng có tham gia một cái unrop, đó là tham gia vào cái unrop đăng ký và nhận một MST từ sàn Binance. Thì cái MST, cái unrop này nó sẽ phân phối cho chúng ta vào cuối tháng 7 hoặc là qua tháng 7 nhé. Trong tháng 7 nó sẽ phân phối cho chúng ta, hoặc là cuối tháng 6 này nó sẽ phân phối cho chúng ta. Về việc phân phối thì mình cũng chưa rõ nhé. Thì nó phân phối, nếu mà nó phân phối thì nó sẽ phân phối về đây cho các bạn thôi. Đây, nó sẽ phân phối về tài sản MST của bạn này, trong phần tài sản MST của bạn này. Và từ đó ở trong cái tài sản MST của bạn thì các bạn bán thôi, các bạn đăng lên cái thị trường MST này nè, các bạn bán thôi. Đấy. Các bạn muốn bán ra BNB hay là BUSD đó thì về cái unrop này thì sau này mình sẽ khi mà đã trả thì mình sẽ hướng dẫn anh em bán nha. Đơn giản thôi. Thì sau này nó sẽ có cái mục tạo ở đây nè các bạn này. Nó sẽ có cái mục tạo ở đây nè. Có nghĩa là Chris MST á, thì các bạn có thể sau này các bạn có thể là tạo MST cho riêng mình và các bạn đem ra đây các bạn bán nhé. Ok, thì trên điện thoại hoặc là trên máy tính thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng trình duyệt đăng nhập vào sàn Binance để sử dụng tối đa tính năng nhé. Để sử dụng tối đa tính năng, chứ trên app thì mình thấy thì nó chưa update á, trên app nó chưa update, cho nên là còn khá là một cái nhiều cái nó còn chưa có các bạn. Thì về cái bot này này, về cái bot mua, các bạn nào muốn mua ấy, đây cái bot này này, sau khi nó mở bán thì bạn nào muốn mua thì mỗi bot là 20 BUSD nhá. Bạn nào muốn mua thì có thể vào các bạn chuyển đổi sang BUSD các bạn mua thôi. Đây này, các bạn đang có USDT thì các bạn chuyển đổi ra thôi. Cái điện thoại, cái app hiện tại nó lắc lắm các bạn. Thì các bạn chuyển đổi từ các bạn trade sang các bạn mua lại BUSD, sau đó các bạn vào cái market này này. Market MST này này. Đâu mất rồi. Đây này. Các bạn vào đây các bạn mua thôi, các bạn nhấn vào cái hình ba gạch này. Sau đó các bạn chọn phần My Bitter Bot này. Các bạn nhấn vào cái bot này. Đấy, trong đây tí nữa nó mở bán thì nó sẽ hiện ra cái nút buy cho các bạn thôi. 19 phút nữa nó sẽ mở bán, các bạn nào muốn mua thì mua nhé. Thì sau khi các bạn mua xong thì nó sẽ ở trong phần hình ông người của bạn này. Đấy, nó sẽ ở trong phần là user center này. Thì sau khi các bạn mua cái boss xong thì nó sẽ ở cái phần là Mastery Bosser này. Đấy, thì trong phần này các bạn ấn vào cái boss, sau đó các bạn ấn vào nút mở thôi, mở boss thôi. Thì sau khi các bạn mở xong thì các bạn nhận được cái MST gì thì nó sẽ ở bên này nhé, ở bên MST asset này này. Nó sẽ ở bên này thì các bạn có thể là nhấn vào MST đó các bạn bán lên nhé. Ok, thì mình thông tin như vậy thôi. Còn về cái unrop này thì mình cũng nhắc lại này, sau này nó sẽ phân phối về đây cho chúng ta, nó sẽ phân phối về cái bên trong cái tài khoản MST của chúng ta trên sàn Binance này này nhá. Nó sẽ phân phối về cái tài sản MST này này nhá. MST asset á. Tiếng Việt nào vậy nhá. Thôi mình trở lại với cái thị trường đi. Thị trường hiện tại thì những nghệ sĩ lớn người ta đã đăng ký trước, cho nên là người ta đã bán được ở trên đây nhé. Đây. Hiện tại thì hồi sáng thì hồi nãy thì mình có cái nó hiện cái nút tạo ở đây này, nhưng mà hiện tại thì nó đã bị mất cái nút tạo rồi. Hiện tại thì nó không cho chúng ta là tạo. Thì khi nào nó tạo thì mình sẽ hướng dẫn anh em tạo nhé. Thì về tạo MST cũng mất là một mớ phí á các bạn. Thì hôm trước mình có bán trên, mình sử dụng bên từ Binance á, thì phí của nó khoảng là $3 ấy. Sau khi đăng lên á, đăng MST của chúng ta lên thì sẽ là khoảng là $3 các bạn.
Ok thì bạn nào mà mua bot á, bạn nào mua bot mà mở xong á thì các bạn có thể bán và chọn bên Masterbot này này, danh mục Masterbot này này. Thì những người nào mở được thì sẽ hiện trong đây là cái con MFT bot của chúng ta đang mở nhé. Thì những MFT thì nó sẽ có những cái mục là nghệ thuật này, thể thao này. Đây, thể thao thì những MFT này này về thể thao. Còn những MFT nào về giải trí hoặc là trò chơi gì đấy thì họ sẽ đăng bên này nhé. Đây. Okay, còn về hệ bí mật thì bạn nào muốn mua thì có thể mua, còn bạn nào không muốn mua thì thôi nhé. Còn về việc anh drop thì sau này nó sẽ trả cho ông ta, nó trả thì khi nào nó trả thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đem lên đây các bạn bán nhé. Đây hệ bí mật đây. Người nào có xác suất may mắn thì sẽ mở ra được cái hệp này nè. Hệp này là hệp mắc nhất rồi các bạn. Xác suất của nó chỉ là 4,1% thôi. Số lượng nó phát hành chỉ là 1.714 bot thôi nhé. Xếp hạng là SR này. Ok thì về việc ở trong tài khoản của các bạn có thể vào đây các bạn là đổi tên, các bạn vào phần chỗ cài đặt này này. Đấy, các bạn đổi tên lại của các bạn thôi. Cái tên nghệ sĩ của bạn á, nếu mà các bạn muốn tạo MST thì các bạn muốn tạo tên nghệ sĩ gì cho đẹp đẹp hay là hay hay gì đó thì các bạn tạo nhé. Thì tiêu sử của bạn muốn ghi thì các bạn ghi thôi, còn biểu ngữ gì đó các bạn có thể là tải hình ảnh của các bạn lên. Sau đó các bạn nút gửi thôi. Đơn giản thôi, các bạn có thể vào đây các bạn mày mò, các bạn tìm hiểu thêm về cái thị trường này. Hiện tại thì mình thấy MST của người ta bán rất là mắc các bạn ạ. 10.000 BUSD, 2.000, 2,1 BNB. Mình thấy những MST cũng khá là đơn giản thôi. Người ta tạo, người ta chỉ cần đem cái video người ta quay được, người ta đem ra đây người ta bán thôi. Ok thì bạn nào sau này bạn nào mà có những cái game gì có những hình ảnh game đẹp đẹp gì đấy thì các bạn có thể là đem lên đây các bạn tạo, các bạn đép lên đây các bạn bán như đồ sưu tầm này này. Đấy. Về trò chơi này, nghệ thuật này. Nghệ thuật là nghệ thuật 3D các bạn. Các bạn có thể là tạo ảnh 3D rồi các bạn đem lên đây các bạn bán thôi. Rất là đơn giản thôi. Ok thì hiện tại thì thị trường Binance này nó vừa mới ra mắt cho nên còn khá là nhiều cái chưa mở nhé. Thì chúng ta các bạn có thể là khám phá sau. Thì hiện tại nó chưa mở tạo này. Ok thì video mình thông tin về cái unrock là trả MST với lại là thông tin về cái sàn Binance nó mở cái thị trường MST này dành cho các nghệ sĩ thì mình thông tin cho anh em đến đây thôi. Thì bạn nào mà muốn các bạn có thể là vào đây các bạn tìm hiểu thêm nhé. Ok thì như vậy là cái video mình thông tin tới anh em là cái thị trường MST đến từ sàn Binance. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.